Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Thì hôm nay anh em mình sẽ không quay vlog tại nhà nữa mà sẽ ra một cái quán ăn vặt có tiếng ở Mỹ Tho để ăn. Và với 500 ngàn như thế này thì anh em mình sẽ ăn được những món gì thì các bạn hãy theo chân anh em mình nha. Kêu món đã xong rồi, bây giờ chỉ cần đợi ra và làm ăn thôi. Các bạn đợi mình xíu nha. Mình đã kêu một ly trà đào, một ly trà chanh và một ly soda lưu. Hai ly này có giá là 25.000 và ly của mình có giá là 20.000, tức là mình đã tiêu tốn 70.000 trong 500.000. Rồi, sau khi 15 phút chờ đợi, anh em mình đã kêu được bao nhiêu đây và nó đã ra rồi đây. Gồm 2 cây khoai tây lóc xoáy, mỗi cây có giá là 15.000, 2 cây là 30.000. 3 cái phô mai que, mỗi cây có giá 13.000, 3 cây là 39.000, tức là 2 món này là 69.000. 1 cây trứng cút nướng có giá là 15.000, 69 và 15 là 84.000. Và 1 chén súp cua là 15.000 nữa, 84 với 15 là 99. 99 với một phần phá lấu bò là 35. 99 với 35 là, để coi, 99 với 35 134, đúng không ta? 134.000. Và một phần bút đậu mắm tôm có giá là 80.000, 134 với 80.000, tức là 214.000. 214.000 và 3 ly nước hồi nãy mình tính là 70.000 là 284.000. Chỉ với 284.000 các bạn ơi, chưa hết 500.000 nữa mà mình đã kêu được bao nhiêu đây. Khi nào anh em mình ăn tiếp sẽ kêu thêm, mà mình nghĩ là với 3 người, tại vì có một bé quay nữa thì mình nghĩ là nhiêu đây ăn cũng được rồi đây. Rồi, anh em mình sẽ ăn khoai tây trước nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Ngon hay thật? Cực kỳ ngon luôn. Cái này chúng ta có thể chấm tương cũng ăn cũng ngon. Ăn không á cũng vừa ăn. Phô mai que nó hơi lạc cho nên anh em mình sẽ chấm tương nha. Mời cả nhà ăn phô mai que nha. Cực kỳ ngon luôn. Béo béo. Cái này nó hơi lạc, cái mình chấm tương nó mới vừa. Số 1. Ở ngoài giòn, bên trong mềm dai. Cực kỳ ngon. Đúng rồi. Béo quá. Mời mọi người lúc này nè. Sao 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 anh hai? Ngon chứ sao? Sao? Được. Thì chúng ta tới món phá lấu bò nha. Thì ở đây nó cho mình một chén phá lấu và một cái chén chấm, mà mình cũng biết là nước chấm gì. À, mình chấm thử một miếng nha. Ngon lắm cả nhà ơi. Mời cả nhà. Thì mọi người ơi, thì cái nia bún đậu của mình nhìn thấy rất là hấp dẫn. Cái nước sốt này, cái nia này á, gồm là có thịt heo luộc nè, chả cốm. Còn cái chả này mình không biết chả gì luôn, để mình gấp lên. Đây, mình không biết này là chả gì luôn. Đậu hũ ở đây nó không dùng cái dạng mà chuyên cho bún đậu mắm tôm, mà nó dùng cho nó lấy bún, nó bánh tráng nó cuốn ở ngoài. Mình ăn kèm với rau sống và dưa leo. Ok, mình sẽ nặn vào đây một chút tắc.
trước. Chấm vào đây. Vậy là đã kết thúc video ngày hôm nay rồi. Thì nếu mà các bạn yêu quý anh em của mình thì nhớ subscribe, like và share để ủng hộ và tiếp thêm động lực cho anh em mình nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nếu các bạn muốn anh em mình làm cái gì hoặc hay là thử thách như thế nào thì các bạn cứ comment bên dưới. Có thể cái comment đó sẽ là nội dung tiếp theo cho video kế tiếp.